những kiến thức, có những kỹ năng chúng tôi có thể truyền đạt tới các bạn và có những cái lợi ích mang lại cho các bạn về mặt nhận thức. Thì đấy là cái mục tiêu mà chuyên đề tôi muốn gửi tới các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin các bạn cho một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta đi ạ. Và xin cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, chuyên đề của chúng ta có tên là Một số truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam, giá trị nhân văn và sức mạnh thời đại. Các bạn thân mến, khi nói tới giá trị truyền thống thì chúng ta hiểu rằng đây chính là những nếp sống, những phong tục tập quán, những nét đặc trưng được truyền từ đời này sang đời khác. Và đây là những cái giá trị tốt đẹp của dân tộc. Vậy, dân tộc Việt Nam của chúng ta có những truyền thống tốt đẹp nào? Thưa các bạn, dân tộc Việt Nam của chúng ta có rất nhiều truyền thống tốt đẹp khác nhau. Tuy nhiên, đúc rút lại thì chúng ta có 5 truyền thống nổi bật như sau. Truyền thống thứ nhất, đó là truyền thống hiếu thảo. Truyền thống thứ hai là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Truyền thống thứ ba và cũng là truyền thống trung tâm, đó là truyền thống yêu nước. Truyền thống thứ tư là truyền thống đoàn kết. Và truyền thống tiêu biểu nổi bật thứ năm là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau 2 nội dung lớn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Một là chúng ta sẽ tìm hiểu xem 5 truyền thống này nó có gì hay, có gì thú vị và chúng ta cần phải tiếp nối truyền thống này như thế nào. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu trao đổi với nhau những truyền thống đó mang lại gì cho dân tộc Việt Nam, sức mạnh mang tới cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày là gì. Đó. Để từ đó chúng ta có những cái chiêm nghiệm chúng ta vận dụng trong cuộc sống của chính mình. Thưa các bạn, truyền thống đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là truyền thống hiếu thảo. Đây là truyền thống cơ bản, rất quan trọng đối với mỗi dân tộc, đặc biệt là dân tộc Việt Nam. Thế hiếu thảo là gì? Chúng ta hiểu rằng hiếu thảo là giá trị cơ bản của con người. Đã là con người có cha sinh, có mẹ đẻ, thì chữ hiếu là giá trị, là nét văn hóa đạo đức hàng đầu của mỗi con người. Truyền thống hiếu thảo được hình thành từ lâu trong lịch sử, thông qua rất nhiều câu chuyện. Các bạn biết rằng Việt Nam của chúng ta là một quốc gia đa tôn giáo, đúng không ạ? Và nếu như bạn nào có tìm hiểu về tứ bất tử thì chúng ta biết rằng một trong tứ bất tử của Việt Nam là Chử Đồng Tử. Câu chuyện gắn với Chử Đồng Tử cũng là một câu chuyện về lòng hiếu thảo. Chuyện kể rằng ngày xưa, Chử Đồng Tử là con trai của một người đàn ông có tên là Chử Cù Vân. Hai cha con rất nghèo, chỉ có một tấm khố thôi. Và khi mà người cha Chử Cù Vân mất đi đó, gia tài cũng chỉ có một cái khố để mặc, nghèo như vậy các bạn. Nhưng Chử Đồng Tử bằng tấm lòng hiếu đễ của một người con đã dùng chính cái chiếc khố đó để mai táng cha mình và chàng không còn trang phục nữa. Chính vì vậy khi gặp nàng công chúa Tiên Dung và nàng công chúa Tiên Dung biết về câu chuyện về lòng hiếu thảo của Chử Đồng Tử thì công chúa Tiên Dung đã đem lòng yêu thương chàng Chử Đồng Tử. Họ đồng hành với nhau và mang lại những cái điều tốt đẹp cho nhân gian. Hay là câu chuyện thứ hai khi mà chúng ta nói về giá trị truyền thống hiếu thảo đó chính là câu chuyện về Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam. Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh. Hai cha con Nguyễn Trãi, chắc hẳn chúng ta biết cái tên này đúng không ạ? Đều là quan của nhà Hồ. Nhưng khi giặc Minh bên Trung Quốc xâm lược Việt Nam á, thì Nguyễn Phi Khanh bị bắt đi. Nguyễn Trãi và người em theo chân để tiễn cha mình ra quan ải. Và đi tới nửa đường thì Nguyễn Phi Khanh, người cha, có nói với Nguyễn Trãi rằng nếu như có hiếu với cha, có chung với tổ quốc thì hãy về lập chí lớn giải phóng dân tộc chứ đừng đi theo xe của cha và khóc thút thít như phụ nữ như vậy. Nguyễn Trãi đã vâng lời cha và sau này Nguyễn Trãi đã trở thành một trong những nhân vật chủ lực của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Và đây là một cuộc khởi nghĩa thành công
đã vãn hồi nền độc lập của dân tộc Việt Nam sau hơn 20 năm bị giặc Minh tước đoạt. Và Nguyễn Trãi đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới như là một danh nhân văn hóa. Và một tấm gương hiếu thảo nữa chắc hẳn chúng ta cũng đã nhiều lần lắng nghe, đó là Hoàng đế Tự Đức. Hoàng đế Tự Đức là con của Hoàng đế Thiệu Trị và Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Khi mà Hoàng đế Thiệu Trị của triều Nguyễn qua đời đó, thì Tự Đức lên làm vua. Hoàng đế Tự Đức mặc dù là cửu ngũ chí tôn, là bậc quân vương, nhưng ngài có một lòng hiếu thảo mà sau này trở thành một cái câu chuyện làm nức lòng rất nhiều những bậc con cái. Chuyện kể rằng khi đã trở thành hoàng đế, trong một buổi đi săn á, thì hoàng đế gặp mưa, gặp lũ lớn và không thể về được. Chính vì vậy cho nên là Hoàng Thái Hậu Từ Dũ đã sai đại thần Nguyễn Tri Phương đi tìm nhà vua về. Và cái chuyến đi về của nhà vua đấy chậm mất một ngày các bạn ạ. Chậm mất một ngày. Và việc đầu tiên khi Hoàng đế Tự Đức về cung Diên Thọ để vấn an mẫu hậu của mình là Hoàng đế dâng roi lên mẹ mình, tức là tự nguyện xin chịu phạt. Nhưng mà Hoàng Thái Hậu Từ Dũ quay mặt đi và hất cái roi đi. Hoàng Thái Hậu nói rằng Hoàng đế hãy cảm ơn những người tùy tùng đi theo bảo vệ mình, và ngày mai thì hẵng lên chầu Hoàng Thái Hậu. Và y như lời mẹ dạy thì Hoàng đế Tự Đức đã cảm ơn và ban thưởng cho những người theo hầu, và sáng hôm sau tiếp tục dâng roi lên Hoàng Thái Hậu Từ Dũ để xin chịu phạt. Thưa các bạn, cái tích này sau này trở thành một cái tích tuồng cổ cải lương có tên là Tự Đức dâng roi, rất nổi tiếng. Như vậy chúng ta thấy rằng hiếu thảo là một cái giá trị trường tồn, một giá trị phổ biến mà không chỉ những người dân thường mà bậc quân vương cũng rất quan tâm. Tất cả chúng ta ngồi ở đây đều có cha, đều có mẹ. Chính vì vậy, hiếu thảo là điều mà chúng ta phải tâm niệm, noi gương và làm theo, đúng không ạ? Và thứ ba, hiếu thảo đã trở thành một giá trị truyền thống, giá trị đạo đức bền vững của dân tộc Việt Nam. Người xưa có câu, trai thời trung hiếu làm đầu. Và đây trở thành một tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất khi đánh giá mỗi con người. Chúng ta ngồi đây có những độ tuổi khác nhau, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng ta luôn luôn có một lòng yêu mến, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ mình. Chỉ có điều rằng có người thì khí chất sôi nổi bày tỏ cái lòng hiếu thảo đó trực tiếp với cha mẹ mình, nhưng cũng có người thì khí chất thâm trầm, sống nội tâm hơn và chưa một lần bày tỏ rằng thưa cha, thưa mẹ, con rất yêu người. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả các bạn ngồi đây đều rất yêu thương cha mẹ mình, đúng không ạ? Nếu như ai yêu thương cha mẹ mình, xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn người đi ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn. Thưa các bạn, gần đây thì làng nhạc Việt, tức là âm nhạc của Việt Nam ấy, ghi nhận về một cái loại hình âm nhạc được giới trẻ rất ưa chuộng, đó là nhạc rap. Đúng không ạ? Và trong số rapper rất nổi tiếng của Việt Nam thì có một chàng rapper tên là Đen Vâu. Các bạn có biết không? Bạn nào biết Đen Vâu giơ tay coi. Vâng, gần như tất cả đều biết Đen Vâu. Vào dịp Tết Nhâm Dần vừa rồi, trong một cái không khí đoàn viên, thưa các bạn, Đen Vâu đã cho ra đời một ca khúc có tên là Mang Tiền Về Cho Mẹ. Vâng, và trong ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ thì có một đoạn điệp khúc rất hay. Đoạn điệp khúc này cho chúng ta thấy rằng cha mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người dưỡng dục, người thầy đầu tiên của mỗi chúng ta. Đen Vâu viết và hát rằng tiếng nói đầu tiên là do ai dạy? Ai dạy ạ? Chính là mẹ. Đen Vâu lại nói nữa, nét chữ đầu tiên do tay ai cầm? Chính là mẹ. Rồi chàng lại tiếp tục nghêu ngao, sai lầm đầu tiên là nhờ ai mà ta sửa được? Là do mẹ. Và các bạn ơi, thế thì vấp ngã đầu đời, ai sẽ nâng đỡ ta? Luôn là mẹ. Cho một tràng pháo tay để cảm ơn mẹ đi ạ. Vâng, lòng hiếu thảo. Chúng ta hãy nhớ, đây là người rất
quan trọng trong cuộc đời mình. Trong không gian văn hóa Phật giáo, cha mẹ được coi như những bậc Phật sống. Chúng ta nhớ điều này nha. Và có câu rằng bách thiện hiếu vi tiên. Bách thiện hiếu vi tiên có nghĩa là gì? Trong trăm điều thiện của con người đó, thì hiếu là đức hàng đầu. Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Thưa các bạn, tôi trong mỗi lần đi vào chùa để thắp hương khấn Phật thì tất nhiên cầu mong bình an cho gia đình, đấy là điều rất quan trọng. Nhưng có lẽ người đầu tiên mà khi mà tôi thắp hương khấn Phật thì điều đầu tiên mong muốn đó là mong muốn cha mẹ mình luôn khỏe mạnh. Cha mẹ khỏe mạnh, trong ấm ngoài êm, gia đình bình an. Và những điều chúng ta nói đấy, cha mẹ khỏe mạnh, trong ấm ngoài êm, gia đình bình an, đó chính là những hình thái của hạnh phúc. Chính là những hình thái của hạnh phúc. Chúng ta nhớ điều này. Thưa các bạn, giá trị thứ hai, đó chính là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo ở đây chúng ta hiểu rằng đây là một truyền thống mà con người có cái niềm ham muốn, yêu thích được tìm tòi, học hỏi. Người ta nghiên cứu về giáo dục, người ta nói rằng nếu như phải học á, thì rất là nặng nề. Cần học á, thì rất là hào hứng. Vui học á, thì rất là thích thú. Và khi vui học, ham thích học, thì người đó chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu, đạt được những nấc trang thang tri thức ngày càng cao. Thưa các bạn, một điều mà người ta đã khẳng định như vậy. Biểu hiện trước hết của tinh thần ham học hỏi đó chính là việc học tập một cách tự nguyện và bền vững, không ai phải thúc giục cả. Và cái điều đó nó diễn ra một cách bền bỉ năm này qua tháng khác, thưa các bạn. Và biểu hiện thứ hai của tinh thần hiếu học đó là thái độ luôn coi trọng sự học, coi trọng người có học. Rồi mai đây chúng ta sẽ lớn lên, rồi mai đây chúng ta sẽ bay muôn phương để lập nghiệp xây đời. Và các bạn thấy rất rõ rằng khi các bạn tham gia vào cuộc sống muôn màu này, nếu như chúng ta là người có học và học càng cao thì chúng ta càng nhận được sự vị nể của xã hội. Cho nên chúng ta phải tập trung để học. Và việc các em, các con chúng ta có mặt trong khóa tu mùa hè này cũng chính là một biểu hiện sinh động của tinh thần hiếu học. Một tràng pháo tay cho 200 chúng sinh ở đây. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúng ta có một nơi học tập rất là tuyệt vời. Một không gian văn hóa cực kỳ phù hợp với việc học tập. Đó chính là Tu viện Kim Cang. Một nơi rất tuyệt vời và thích hợp đối với việc học của chúng ta. Có bạn nào biết ai là tác giả của câu nói Learning, learning, never stop learning không ạ? Vâng, có nhiều cánh tay đã đưa lên. Em ngồi tại chỗ, tôi sẽ tới tận nơi. Ai là tác giả của câu nói này ạ? Dạ mô Phật, em theo em là Lenin ạ. Hoàn toàn chính xác, cho bạn một tràng pháo tay ạ. Người nói câu này chính là lãnh tụ thiên tài của cách mạng tháng 10, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Đây là câu nói rất nổi tiếng. Và thật trùng hợp, ngay sau lưng áo của các môn sinh của các bạn ấy, có một câu nói rất nổi tiếng, rất nổi tiếng. Ai là tác giả của câu nói này? Ai là tác giả của câu nói ạ? Mời con, ai là tác giả của câu nói mà con đang nhìn trên màn hình? Một chàng trai rất là rụt rè, đúng không ạ? Vâng, bạn nào biết ạ? Vâng, đây, một bạn trẻ rất là sôi nổi. Mời con. Dạ, nhân vật là bác Hồ. Hoàn toàn chính xác, cho bạn một tràng pháo tay đi ạ. Đúng như vậy. Tác giả của câu nói này chính là Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Tất cả những người được coi là lãnh tụ trên thế giới, những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng đều rất coi trọng việc học. Từ nhà bác học của nước Anh như là Francis Bacon, ông ấy có một câu nói nổi tiếng đó là tri thức là sức mạnh. Mai ngày các con muốn phụng dưỡng cha mẹ mình, muốn đóng góp cho cuộc sống, cho xã hội thì chúng ta cũng phải có sức mạnh. Sức mạnh ở đây chúng ta đừng nhầm lẫn với cái sức khỏe cơ bắp. Sức mạnh ở đây chúng ta hiểu rằng chính là cái khả năng hiện thực hóa mong muốn của các bạn. Ví dụ chúng ta muốn cha mẹ về già có một cuộc sống an vui với chúng ta,
thì chúng ta cũng cần có sức mạnh. Đúng không ạ? Chúng ta muốn con cái được học hành tử tế, được giáo dục đến nơi đến chốn, chúng ta cũng cần có sức mạnh. Sức mạnh ở đây là khả năng hiện thực hóa những cái mong muốn chính đáng của con người. Đó mới là sức mạnh. Còn cái sức mạnh bạo tàn, sức mạnh chống lại nhân loại ấy, thì đó là không phải sức mạnh. Đó là phi sức mạnh. Chúng ta hình dung là những người sử dụng cái quyền lực của mình, sử dụng cái sức mạnh của mình để chống nhân loại, để đi ngược lại những cái giá trị tốt đẹp, thì những người đó chắc chắn là sẽ bị phản ứng, bị lên án, chứ không thể nào được tôn vinh được. Đúng không ạ? Đây là một số tấm gương hiếu học điển hình trong lịch sử Việt Nam. Người đầu tiên tôi muốn hướng dẫn với các bạn, người mà đang đội cái nón cánh chuồn đấy ạ, đó chính là Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi được coi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, vừa là trạng nguyên của triều Trần ở Việt Nam, đồng thời còn là trạng nguyên của những vương triều phong kiến Trung Hoa, vì ngài có công trạng, có tài năng được công nhận rộng rãi. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo khó, không có đèn để học, thiếu ánh sáng vào ban đêm. Cho nên chàng đã nghĩ ra một cái cách, đó là bắt đom đóm và bỏ vào vỏ trứng để học. Và sau này đã trở thành người đỗ đầu trong kỳ thi hương, thi hội, thi đình, và trở thành trạng nguyên, tức là người đỗ cao nhất của quốc gia trong khóa thi năm ấy. Người thứ hai đó chính là Nguyễn Ngọc Ký, Tôi Đi Học Đại Học. Đấy là một cái cuốn sách, một cuốn bút ký của một thầy giáo, của một nhà văn. Khi mà anh sinh ra thì cả hai cánh tay của anh đều bị liệt, không thể sử dụng được, không thể cầm bút được. Nhưng bằng ý chí phi thường của mình, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng chân để cầm cây viết, và chàng đã thành công, trở thành một tấm gương ngời sáng cho các thế hệ thanh niên noi theo. Và một gương mặt rất thân thuộc và đáng kính, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống, rất ham học. Nhưng mà do là một chàng trai ưu thời mẫn thế, một chàng trai ấp ủ những khát khao hoài bão to lớn, những hùng tâm tráng trí, đó là giải phóng dân tộc khỏi cái sự xâm lược của ngoại bang. Cho nên bác đã bôn ba tìm đường cứu nước trong vòng hơn 30 năm. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 đến tận ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức là 30 năm, thì bác Hồ mới quay trở về. Và trong khoảng thời gian đó thì Hồ Chí Minh đã trải qua và học tập, làm việc ở rất nhiều môi trường văn hóa khác nhau, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bằng khả năng tự học của mình, Hồ Chí Minh có thể sử dụng thành thạo các ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác, trở thành một tấm gương nổi bật về khả năng tự học. Và đây cũng chính là một tấm gương hiếu học mà chúng ta cần phải noi theo. Thưa các bạn, chính vì vậy thông điệp ở đây là hãy vui sống và học tập suốt đời. Đúng không ạ? Khi khóa thu này khép lại, không phải là kết thúc, mà đó là một sự mở ra một chương mới trong cuộc đời của các bạn. Các bạn tiếp tục việc tu dưỡng và học tập sau này. Chúng ta nhớ như vậy. Nha. Truyền thống thứ ba đó là truyền thống yêu nước. Yêu nước được coi là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử Việt Nam. Và đây được coi là một giá trị truyền thống trung tâm của người Việt, của dân tộc Việt Nam. Thưa các bạn, truyền thống yêu nước của Việt Nam là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần. Chắc hẳn chúng ta ít nhiều đã đọc về các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ 13, khi mà Triều Nguyên, tức là quân Nguyên Mông đấy, là đạo quân xâm lược viễn chinh mạnh nhất thế giới, chúng thôn tính khắp nơi và ba lần xâm lược Đại Việt. Lúc bây giờ tương quan lực lượng thì Đại Việt, cái quốc gia tiền thân của Việt Nam chúng ta ngày nay ấy, hoàn toàn bất lợi, thưa các bạn. Hoàn toàn bất lợi. Nhưng bằng lòng yêu nước thì quân và dân Triều Trần đã tạo ra những chiến công hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Và điều mà khiến cho chúng ta tạo ra sức mạnh to lớn như vậy, đó chính là lòng yêu nước. Để khích lệ tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước của binh sĩ trong quân đội nhà Trần, lúc bấy giờ một vị chỉ huy rất nổi tiếng,
đó là Đức Thánh Trần, quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài viết một bài có tên là Hịch Tướng Sĩ. Trong cái bài Hịch Tướng Sĩ, để khơi dậy lòng yêu nước của muôn dân và của binh sĩ, Trần Hưng Đạo viết thế này, thưa các bạn: huống chi ta và các ngươi sinh ra gặp thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, ỷ mệnh hốt tất liệt để đòi ngọc lụa cho thỏa lòng tham khôn cùng, thác mệnh Vân Nam Vương để vơ vét của kho có hạn, thật chẳng khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao tránh khỏi tai vạ về sau. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Và sợi chỉ đỏ đó được tiếp nối tới thời đại Hồ Chí Minh, khi hiệu triệu toàn dân toàn quân đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, khôi phục hòa bình và mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc. Hồ Chí Minh nói thế này: nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành những làn sóng vô cùng to lớn, mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, nó nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước. Cho nên lòng yêu nước trở thành một tinh thần, một truyền thống vô cùng quan trọng của dân tộc Việt Nam, thưa các bạn. Lòng yêu nước được biểu hiện tập trung và phát huy lên tới đỉnh cao trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là quốc gia dân tộc phải đối diện với những khó khăn. Và trong ngày nay, trong cuộc sống của chúng ta đương thời, thưa các bạn, lòng yêu nước cần phải được phát huy lên tới đỉnh cao để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chúng ta nhớ điều này nha. Hình ảnh trên slide mà các bạn đang nhìn đấy, các bạn có nhớ tới câu chuyện nào không ạ? Vâng, một cánh tay rất là nhanh nhẹn của một bé gái. Mời em, mời con. Dạ, con tên Nguyễn Phước Bảo Ngọc và đáp án của con là bóp nát quả cam. Hoàn toàn chính xác, cho chàng pháo tay đi ạ. Dạ. Rất là tuyệt vời. Một môn sinh có một trí tuệ rất tốt, hiểu biết rất rộng. Con đã trả lời rằng đây là một câu chuyện về chàng Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, 16 tuổi, khi xin dự bàn việc nước để chống ngoại xâm, nhưng do còn nhỏ tuổi cho nên nhà vua chưa đồng ý, bèn ban cho một quả cam. Chàng đã uất ức bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết. Và khi về nhà đó, thì Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã tập trung gia nô, đã chiêu binh mãi mã được một đội quân hơn 1.000 người và thêu lá cờ 6 chữ vàng. Có bạn nào nhớ lá cờ thêu 6 chữ vàng của Trần Quốc Toản có tên là gì không ạ? Mời chàng trai rất tuyệt vời. Mời con ngồi tại chỗ. Mời con. Mô Phật, dạ, trên lá cờ của Trần Quốc Toản thêu có 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân. Hoàn toàn chính xác. Cho bạn chàng pháo tay đây ạ. Vâng, rất là tuyệt vời, đúng như vậy. Lá cờ thêu 6 chữ vàng mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là 6 chữ phá cường địch, báo hoàng ân, tức là phá giặc mạnh để đền ơn vua. Truyền thống tiếp theo cũng rất nổi bật của dân tộc Việt Nam đó chính là truyền thống đoàn kết. Chính là truyền thống đoàn kết. Đây là sự thống nhất từ ý chí tới hành động. Đây là chiến lược để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Và cũng chính tinh thần đoàn kết là yếu tố hàng đầu để giúp mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia vượt qua những khó khăn, thưa các bạn. Nói tới tinh thần đoàn kết thì chúng ta có đoàn kết trong nước. Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em. 54 dân tộc anh em là đồng bào, cùng một cha sinh, cùng một mẹ đẻ. Tôi đang nhắc tới quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ.
Dù chúng ta sinh ra có nguồn gốc là dân tộc nào thì chúng ta cũng có một cái sự tích, một cái truyền thuyết để kể về cội nguồn của chúng ta. Và do chúng ta là người một nhà cho nên đoàn kết nó như là một lẽ tự nhiên vậy. Như là một lẽ tự nhiên vậy. Còn đoàn kết quốc tế ở đây, các con biết không, trong thời kỳ mà chúng ta đang là tiến hành đấu tranh để giải phóng dân tộc á, thì có nước bạn, đó là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã rất hào hiệp, rất trượng nghĩa khi cho Việt Nam của chúng ta mượn sườn phía tây của dãy núi Trường Sơn để đi giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, khi mà nói tới tinh thần đoàn kết của Việt Nam và nước Lào thì Hồ Chí Minh có câu nói rằng Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, là như vậy. Đó. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn. Và đối lập với đoàn kết là gì ạ? Nếu như chúng ta chọn một cái thuật ngữ, một cái khái niệm trái ngược đối lập với đoàn kết thì nó là gì? Có bạn nói rằng mất đoàn kết. Vâng, không sai, chúng ta đang nói tới mâu thuẫn. Mâu thuẫn nó là cái gì? Riêng cái cụm từ mâu thuẫn này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điển tích như thế này. Chúng ta thường hay nói là mâu thuẫn, đúng không ạ? Nó có cái nguồn gốc, thuật ngữ này nó có một nguồn gốc như sau. Ngày xưa, có một ông lão làm nghề thợ rèn. Ông ấy rèn được một cái mâu, mâu tức là cái ngọn giáo để chiến đấu ngoài chiến trường. Ông ấy gọi là cái mâu. Và một tấm khiên để đỡ đấy, ông ấy gọi là cái thuẫn. Và ông ấy đi bán. Khi bác thợ rèn đi bán thì ông ấy rao thế này: ai mua khiên của tôi đi, tức là ai mua thuẫn của tôi đi, thuẫn của tôi có thể đỡ được, có thể che chắn được mọi thứ trên đời. Ông lại nói tiếp: ai mua mâu của tôi đi, mâu tức là ngọn giáo đó, ngọn giáo của tôi có thể đâm thủng mọi thứ trên đời. Người ta nghe rất ngạc nhiên, người ta nói là wow, thật là ghê gớm. Và người ta hỏi bác thợ rèn rằng: thế bác thợ rèn ơi, nếu như lấy cái mâu, tức là ngọn giáo của bác thợ rèn, mà đâm vào cái thuẫn đó thì cái nào thắng? Bác không trả lời được, không trả lời được. Từ đó trở đi, cứ sự vật, sự việc, hiện tượng nào đối lập nhau, bài xích nhau, trái ngược nhau nhưng chưa giải quyết được thì người ta gọi là mâu thuẫn. Mâu là ngọn giáo, thuẫn là tấm khiên. Đấy, chúng ta nhớ nha, đó chính là, vâng, cho một tràng pháo tay đấy ạ, để chúng ta biết thêm về một cái thuật ngữ nha. Đối lập với đoàn kết chính là mâu thuẫn, và nó gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chúng ta mất đoàn kết, nếu như chúng ta mâu thuẫn trong gia đình thì hôn nhân có thể sụp đổ, gia đình có thể tan vỡ. Và những sinh linh tội nghiệp nhất chính là những người con trong gia đình đó. Trong một dân tộc, trong một đất nước, nếu như mâu thuẫn, nếu như đối lập, đặc biệt là mâu thuẫn đối lập, đối kháng, một mất một còn, thì có thể sẽ nội chiến, có thể sẽ loạn lạc. Và lê dân, bá tánh cũng là những người khổ nhất. Trên bình diện thế giới, quốc tế, nếu như mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các nước lớn mà không hóa giải được thì nguy cơ chiến tranh, thậm chí là thế chiến sẽ nổ ra. Nhân loại của chúng ta đến nay là hơn 8 tỷ người. Và trong suốt chiều dài của nhân loại, thưa các bạn, đã có 2 cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu. Và hiện nay có những lò thuốc súng trên thế giới, như là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, như là mối quan hệ giữa Nga và Ukraine, rất nghiêm trọng. Và nếu như những cái đốm lửa đó mà không hóa giải, không dập tắt, thì có thể nó sẽ cuốn vào rất nhiều thứ. Nhiều quốc gia sẽ gặp phải hệ lụy từ những cái sự mâu thuẫn xung đột này. Bài học ở đây là chúng ta phải trân trọng và gìn giữ tinh thần đoàn kết. Ngay cả những môn sinh mà chúng ta tham gia khóa tu này, chúng ta đến từ những gia đình khác nhau, với những điều kiện sinh hoạt khác nhau, nhưng khi chúng ta vào đây, chúng ta trở thành đồng môn, cho nên chúng ta phải chở che, chúng ta phải đùm bọc,
chúng ta phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Để khi khóa tu mà khép lại thì chúng ta đều thấy rằng mỗi chúng ta hôm nay đã trưởng thành hơn so với mỗi chúng ta ngày hôm qua. Đó chính là thành công của mỗi chúng ta. Vâng, xin cảm ơn. Và truyền thống cuối cùng tôi muốn gửi gắm tới các bạn, đó chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Uống nước nhớ nguồn, nó là niềm tự hào, đó là lòng tự tôn về nguồn gốc, về dân tộc của mình. Chúng ta tự hào khi chúng ta nói rằng chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta tự hào khi chúng ta nhắc tới cha mình, mẹ mình. Dù cha mình, mẹ mình là tri thức, là bác sĩ, là kỹ sư, hay là những người công nhân lao động, chúng ta có quyền tự hào. Và chúng ta tôn vinh, chúng ta tưởng nhớ công lao của những người đóng góp cho đất nước, cho cuộc sống, cho xã hội. Và cao hơn cả, uống nước nhớ nguồn, nó chính là sự biết ơn. Chừng nào chúng ta còn biết ơn thì chừng đó chúng ta còn hạnh phúc. Sợ nhất là chúng ta không biết ơn một ai cả. Cuộc sống của chúng ta lúc bấy giờ trở nên vô nghĩa. Cho nên chừng nào chúng ta còn biết ơn, chừng nào chúng ta còn uống nước nhớ nguồn, thì chừng ấy chúng ta hiểu rằng phần người của chúng ta đang là chủ đạo, phần người của chúng ta đang dẫn dắt chúng ta, và con đường của chúng ta đang đi, đó là một con đường đúng đắn. Còn đến khi mà chúng ta coi thường tất cả, chúng ta không tôn trọng một ai cả, chúng ta không nhớ tới nguồn gốc của mình, chúng ta không biết ơn, thì lúc bấy giờ bi kịch có thể sẽ xảy ra. Uống nước nhớ nguồn rất quan trọng là như vậy. Các em có thể kể tên một số ngày lễ của dân tộc Việt Nam. Ngày lễ này không chỉ để gắn kết chúng ta, mà mục đích của những ngày lễ đó còn là để nhắc nhớ, giáo dục chúng ta về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đúng không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, rất nhiều cánh tay đã đưa lên. Vâng, xin được mời một chàng trai rất là nhanh nhẹn ở bên cánh phải đây. Mời con. Con có thể ngồi tại chỗ. Dạ, mô Phật bạch thầy. Những ngày lễ của dân tộc Việt Nam chúng ta là ngày mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3 là ngày gì con? Dạ, thưa thầy, là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Rất tuyệt vời, cho một tràng pháo tay ạ. Đúng như vậy. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có rất nhiều ngày lễ để giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và một trong những ngày lễ hàng đầu của chúng ta đó chính là giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Chắc hẳn câu ca dao này đã đi vào tâm khảm của chúng ta rồi, từ lâu rồi, đúng không ạ? Và một ngày nữa, ngày chúng ta mới trải qua cách đây 2 ngày, đó chính là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7, 2 hôm trước, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đài truyền hình quốc gia Việt Nam phối hợp với những cơ quan trung ương và nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một chương trình tri ân có tên là Khúc Tráng Ca Hòa Bình. Và nếu như các con đọc báo xem tin, hoặc là chúng ta để ý một chút thì thấy rằng trong buổi lễ đó, rất nhiều những lãnh đạo cấp cao của đất nước chúng ta đã khóc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khóc khi nghe những ca khúc, xem những câu chuyện và nhớ về công lao của những người ngã xuống cho nền hòa bình độc lập mà chúng ta đang được thụ hưởng ngày hôm nay. Chương trình có tên là Khúc Tráng Ca Hòa Bình. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm cầu, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có Quảng Nam, có Hà Nội, có Hà Giang. Đó là những nơi chứng kiến đồng bào của chúng ta đã hy sinh, đã quên thân mình để cho chúng ta có một cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho những con người đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc Việt Nam thì có rất nhiều những câu ca dao tục ngữ. Trong đó bản thân tôi thì thích một câu như thế này, xin chia sẻ với các bạn.
Ông cha ta có câu ca dao như sau: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta có cội nguồn của mình, và đó chính là những cái sức mạnh nội sinh để dẫn dắt chúng ta trên con đường tương lai. Trong số chúng ta ngồi đây, có ai còn biết câu ca dao tục ngữ nào để giáo dục, để hướng chúng ta tới cội nguồn của mình không ạ? Rồi, xin mời con. Dạ, mô Phật, con nghĩ là câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À, rất là tuyệt vời, cho bạn một tràng pháo tay đi ạ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu tục ngữ này không chỉ gắn liền với cái giá trị uống nước nhớ nguồn, mà nó còn rất gần gũi với một cái truyền thống mà chúng ta vừa nhắc ở trên, đó là hiếu học tôn sư trọng đạo. Đúng không ạ? Và chúng ta đều biết rằng có những câu ca dao chắc hẳn chúng ta cũng không thể quên được, đó là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao này không chỉ gắn với truyền thống hiếu thảo mà chúng ta chia sẻ với nhau ngay từ đầu, mà nó còn rất gần gũi với giá trị truyền thống uống nước nhớ nguồn mà chúng ta đang đề cập. Và thông điệp thầy muốn gửi với tất cả các bạn ở đây đó chính là: hãy luôn trân quý, tri ân các thế hệ tiền nhân có công với đất nước, có công với xã hội, với gia đình và mỗi chúng ta. Đây là một điều rất quan trọng và là một cái nét văn hóa, nét tính cách của người Việt. Phần thứ hai đó là giá trị nhân văn và sức mạnh thời đại. Thưa các bạn, những truyền thống tốt đẹp mang giá trị sâu sắc của dân tộc Việt Nam, nó được đúc kết và trở thành nét đẹp trong lối sống, trong nếp nghĩ của mỗi chúng ta. Đó là tinh hoa văn hóa của người Việt. Đó là giá trị tinh thần vô giá mà chúng ta phải trao truyền, phải gìn giữ và chúng ta phát huy nó. Và chính những cái giá trị nhân văn từ những cái truyền thống tốt đẹp thì cần phải được tôn vinh. Và tất cả chúng ta thấy rằng năm truyền thống mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau, đó là hiếu thảo, đó là hiếu học, đó là yêu nước, đó là đoàn kết, đó là uống nước nhớ nguồn, thì tất cả những truyền thống này đều đặt con người vào vị trí trung tâm. Con người là nhân, còn vẻ đẹp là văn. Nhân văn là tôn vinh con người, yêu thương con người, tạo mọi điều kiện để con người có thể phát triển toàn diện và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho dân tộc. Vâng, và thưa tất cả các bạn, thế thì những cái giá trị truyền thống này có mang lại sức mạnh gì không? Có rất nhiều sức mạnh. Cái thứ nhất, đây chính là cơ sở của sức mạnh nội sinh, tức là sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người. Một sức mạnh được hun đúc từ bề dày lịch sử của một dân tộc. Một sức mạnh mà khi được khơi dậy, khi được hiệu triệu, khi được khơi nguồn thì nó sẽ trỗi dậy và nó sẽ lan tỏa. Thứ hai là cội nguồn của sức mạnh tổng hợp. Để một gia đình có thể vượt qua những khó khăn thử thách, một đất nước có thể chiến thắng những trở ngại chông gai vô cùng to lớn. Và những giá trị truyền thống này là tấm căn cước. Chắc hẳn là chúng ta đã từng nghe tới tấm căn cước, đúng không ạ? Hay là chứng minh nhân dân ấy. Nó định danh ta là ai, ta ở đâu, ta sẽ làm gì trong thế giới này, và làm cho ta không hòa tan, không nhòa đi trong cả một tập thể to lớn, mà có bản sắc, có cá tính, có đóng góp. Và những giá trị truyền thống này giáo dục con người, cho con người hiểu rằng chúng ta sinh ra mỗi người đều có một bổn phận, một trách nhiệm, một sứ mệnh. Và sứ mệnh chung của chúng ta ở đây
đó là góp sức xây đời, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa tất cả các bạn, có thể nói rằng giá trị truyền thống chính là tất cả những gì kết tinh tốt đẹp nhất trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những nét tinh hoa truyền thống này được trao truyền từ đời này tới đời khác và liên tục được bổ sung những giá trị mới. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta hãy tin rằng chúng ta có đủ trí tuệ, đủ sức mạnh. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người yêu thương, nâng bước chúng ta. Có các anh chị hỗ trợ trong ban tổ chức, có các thầy trong tu viện luôn luôn giang tay giúp đỡ để tất cả các bạn sẽ hoàn thành khóa tu một cách xuất sắc nhất. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả quý thầy, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn, chúc quý thầy sẽ luôn mạnh khỏe, an lạc. Và hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 là tháng của mùa Vu Lan báo hiếu, tháng của sự biết ơn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sư thầy, các quý thầy, cảm ơn cha mẹ của chúng ta, cảm ơn những người đã sinh ra và giúp đỡ chúng ta. Xin trân trọng, cảm ơn. Các con ơi, hồi nãy giờ thầy Khoa trao đổi về các con về lịch sử của Tổ quốc nè, chữ hiếu nè, đạo hiếu và cách làm người, và xây dựng cho các con một cái nền móng về an ninh quốc phòng, về lịch sử Tổ quốc để vững chắc cho các con hướng đến một cái tương lai sau này. Như vậy hồi nãy giờ thầy Khoa có giới thiệu các con là thầy Khoa sinh ra nơi đâu chưa? Có chưa? Thầy Khoa rồi, thầy Khoa có giới thiệu là năm nay thầy Khoa có vợ mấy con chưa? Và công tác thầy Khoa đang ở đâu, thầy Khoa có giới thiệu với con chưa? Chưa đúng không? Vậy cho một chàng cái tay để thầy Khoa giới thiệu được không? Dạ, con cảm ơn sư thầy. Thưa tất cả các bạn, thầy tên đầy đủ là Đặng Văn Khoa, hiện là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất may mắn là vẫn cha và mẹ ruột thì vẫn còn đang sống, và đó là cái niềm hạnh phúc đối với thầy. Thầy đã kết hôn rồi, có một con trai, một con gái. Và những cái điều chia sẻ với các bạn là chia sẻ từ góc độ của một người vừa là một người con nhưng đồng thời cũng là một người cha. Và những cái gì chia sẻ đều là xuất phát từ cái tâm của một người làm công tác giáo dục, mong muốn đóng góp những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, cho các thế hệ trẻ. Và xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho con được nói lên những cái tâm tư và chia sẻ những cái điều mà con ấp ủ trong bao lâu nay. Xin cảm ơn thầy. Các con có biết không, trước khi mà thầy mời được thầy Khoa về đây giảng để chia sẻ với các con, thật sự mà nói trong cái khóa tu của chúng ta vừa qua, các vị giảng sư trong Phật giáo, rồi các vị giáo sư ở ngoài về đây chia sẻ với các con, thầy đều rất là tâm đắc và thầy đều đã theo dõi, và từ cách giảng dạy và những vị về đây đều là những người con hiếu thảo ưu tú, là tấm gương sáng của công dân Việt Nam của chúng ta. Và các con thấy nè, chúng ta rất là có phước, và các con cũng có một cái việc là rất may mắn trong đời thường. Ngày trước kia mà thầy muốn được học và thầy muốn được tiếp cận không có được như các con đâu. Thầy chỉ mày mò trên sách, trên báo. Mà ngày xưa thầy nói các con rằng là thầy rất 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 khó khăn. Muốn có tiền để mua một quyển sách để nghiên cứu về lịch sử Tổ quốc, không có tiền để mua, thì thầy mới đi lượm những cái tờ báo mà thường đăng tin tức, gọi là Sài Gòn Giải Phóng. Hồi xưa thầy có cái tật đi đâu mà thấy người ta bỏ báo là lượm coi, mà coi cái trang đầu tiên là gì, là
thông tin về Tổ quốc Việt Nam chúng ta thay đổi và đổi mới từng giây từng phút một, và coi lại cái truyền thống lịch sử của ông cha ta, nhất là Bác Hồ vĩ đại, Ngài đã có những cái chiến lược để phát triển và vạch ra những cái con đường để cho nhân dân ta, trong đó có các tôn giáo, có một cái nền tảng hạnh phúc và vươn lên với tầm quốc tế. Vì vậy mà ngày hôm nay Thầy mới đứng được trước các con đây, và các mong ước của Thầy cũng vậy, cũng như mong ước của Đảng và Nhà nước, là các con có một cái nền tảng giáo dục, một nền tảng lịch sử và một nền tảng quốc phòng vững chắc. Để làm gì các con biết không? Để làm gì? Để sau này các con là những viên gạch ưu tú, làm một nền móng vững chắc cho đất nước chúng ta thời kỳ đổi mới. Có như vậy thì đất nước chúng ta mới giàu đẹp. Vì vậy Thầy muốn trong tám chúng của chúng ta, các con là người đại diện cho Thầy để lên tặng một món quà ý nghĩa từ các con về đến với Thầy Khoa, được không? Thầy tặng cho Thầy Khoa thì thương rồi. Tại vì cái tình nghĩa của Thầy với Thầy Khoa quá khăng khít rồi, nhưng Thầy muốn từ tấm chân tình của các con dành cho Thầy Khoa, được không? Như vậy các con cắt cử hai vị chúng với Thầy ban tổ chức. Chúng ta coi hai em trong 7 ngày tu vừa qua là không sai phạm, đạo đức tốt, chấp hành kỷ cương tốt, để lên cùng nguyên chiếu tặng cho Thầy Khoa. Rồi các con cầm tí món quà nhỏ, nhưng mà hai em cầm hai bên, trong đó có bàn tay của Thầy. A Di Đà Phật. Thầy Khoa đồng ý. Các con vỗ tay thật là lớn, thật là dài, thật là dài. Đây là cái món quà mà tinh thần của khóa tu tuổi trẻ lần 3 của tu viện Kim Cang, nghiên chiếu đại diện cho các em, kính chúc ba mẹ và gia đình của Thầy Khoa thật thật mạnh khỏe, và riêng Thầy Khoa lúc nào cũng đem những cái kiến thức để chia sẻ và tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam, để cho các em có một nền tảng và có một cái kiến thức rộng để trở thành những người con ngoan, trò giỏi cho gia đình và xã hội chúng ta. A Di Đà Phật.